The very first award will be the Best Performing Award. Giải phụ đầu tiên, thí sinh có phong cách biểu diễn xuất sắc nhất. Và giải thưởng này đã thuộc về thí sinh nào đây ạ? Xin chúc mừng thí sinh có cái tên rất dài. Đó là Kip Hafizuddin Zulfikari đến từ Brunei. Congratulations on winning the Best Performing Award. Yes, please. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi sẽ lên sân khấu trao giải thí sinh có phong cách biểu diễn xuất sắc nhất. May we invite Mr. Ngô Minh Hiển, Vice President of the Voice of Vietnam, to present the gift to the winner of Best Performing Award. Xin chúc mừng bạn Zulfikari.